Cô chú thấy không? Hai em nằm ngủ say sưa không? Hai em thương nhau lắm. Lúc nào cũng vậy đó cô chú. Ngủ ngủ chung vậy đó. Là nghe tiếng động là dậy. À su. Tôi nghe tiếng động su giòn vậy nè. Su ngủ lại. Su bất trận lắm. Đó, nhích nhích cái tai nghe đó cô chú thấy không? Nằm ngủ vậy chứ để ý lắm. Để coi để đi với má mày làm cái gì. Em muốn bé không? Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi chợ. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với cả nhà và mình đi chợ về để mình sẽ nào tiếp tới mình sẽ nấu cái gì. Vào hai vợ chồng vừa mới đi chợ về đây cả nhà này. Đồ nhìn thấy chắc cả bàn luôn. Đây là tôm. Tôm này để cuối tuần mình sẽ làm gỏi á cả nhà. Còn cái này là cái bánh làm mì Quảng đây. Bánh phở nhưng mà mình làm mì Quảng thì mình sẽ mua cái loại bánh này rồi mình tự cắt. Lúc trước thì mình không có bận công chuyện thì mình tự pha bột mình làm cả nhà. Mà bây giờ thì mình không có mất công chuyện nên mình không có làm bánh được. Củ hành. Nấm. Sữa. Trái đậu. Cà rốt. Nha. Mấy cái này là tại vì cuối tuần mình sẽ làm một khay gỏi, một khay đồ xào chay. Thành ra mình đi chợ mới nhiều vậy mà mình đi gấp nữa. Thành ra mình chia sẻ cho cả nhà. Bữa nay là chợ Việt Nam bán đồng hành bốn bó nè. Đâu lấy củ hành nó bỏ trong bịch ni lông mình không thấy, mình không có view được. Đó. Đây hành nè cả nhà. Đồng bốn bó em. Dạ. Chợ Việt Nam. Đây là mình mua giá để ngày mai mình trộn rau sống. Cái này là cải để mình làm đồ chay, mình xào mì chay đó. Còn đây là cái con gà để mình nấu mì Quảng, mình nấu nước súp. Đó, các anh thợ thích ăn món mì Quảng đó các bạn. Cho nên các anh muốn ăn mình rồi với nhộng nè. Nhộng cũng có nè, nhà thấy cũng có, nhưng mấy anh bữa nay mình làm hết cho mấy anh ăn rồi nhộng rồi bữa khác. Còn mình thì mình thích ăn bắp này, bắp tím hấp nè. Thì mình mua hai gói về cái để mình nấu lại Thì cái này cũng là mì Quảng luôn. Này cũng mì Quảng luôn đó các bạn. Nhưng mà họ sẽ kêu là bánh phở ha, bánh phở tươi. Thay vì mình sẽ nấu bằng ba rọi mà mình không nấu bằng ba rọi, mình sẽ nấu bằng thịt dai. Thịt nạc dai, cái chỗ mà người ta kêu là làm xá xíu đó cả nhà. Đó. Và mình sẽ nấu phở với cái thịt này. Còn cái này là ổ bánh bò. Đây bánh bò đây cả nhà. Bánh bò ở Việt Nam nhập qua đây. Nó nói là bánh bò rễ tre. Đây là mình mua mì này để cuối tuần mình xào đây. Cuối tuần mấy cái này gia vị đồ khô. Bánh tráng để ăn mì Quảng. Mình bên này mình ăn mì Quảng thì mình sẽ làm bằng trứng cút. Tôm thì không có tôm nhỏ, tôm mình mua hơi bị bự đó nhưng mà thôi kệ. Cái này một đồng 69 cho một dĩ vậy nè cả nhà. Đồng 69 thì tầm bao nhiêu tiền Việt Nam rồi? Em chịu phép. Đây là một con gà đi bộ. Con gà đi bộ. Con gà này 13 đồng rưỡi.
Con gà này 13 đồng các bạn. À, đây mình mua cà để cuối tuần mình làm gỏi thì mình thấy làm bằng cái ớt á, cho nó đỏ đỏ. Salad ngày mai. Cải cúc. Cải cúc có người thì kêu cải tần ngô á cả. Mình mua cải, rau cải hơi nhiều để mình xào mà. Rồi, còn mình nghe anh Châu nói là hồi xưa giờ mình nấu mì Quảng theo mẹ mình nấu không, nhưng mà bây giờ anh nói là nấu mì Quảng mà có chặt thêm miếng thịt vịt để lên là ngon lắm. Ờ vậy hả? Thôi, thôi em cũng thấy vậy cái em mua. Rồi, thử em, coi. Em thử đó, mua ngày mai cái luộc về thử luôn. À. Ba đùi 9 đồng mấy. Đó. Nó bán nguyên một cái phát vậy nè. Có tiệc rồi mua thì nó rẻ đó. Đó, cũng là con gà để nấu nước súp thôi. Mình đi chợ thì mình hay mua con gà này thì 2 đồng rưỡi hay 3 đồng gì đó cả nhà mình quên rồi. Thì mình hay nấu nước súp bằng mấy con gà như vậy. Mình hầm mình lấy nước ngọt. Rồi, cái này là ngó sen. Mình phải mua ngó sen là mình làm gỏi ngó sen đủ tay. Một thủ như vậy thì nó tính là 4 đô. Thường thường mình làm gỏi á, thì mình hay mua cái loại này. Mình thì không phải quảng cáo cái hiệu nha cả nhà, cái nhãn hiệu, nhưng mà mình thường hay mua là mình mua loại đó. Rồi bây giờ là mình gặp được cà pháo mắm nêm. Cà pháo mắm nêm. Dạ, để bữa nào cái luộc thịt ba chỉ ha. Với ăn cà pháo mắm nêm luộc rau muống đọt lan rồi ha. Cũng bánh tráng em. Ăn chứ, ăn cơm chứ. Dạ. Đó. Rồi. Đó cũng bận rộn nhưng mà vợ chồng cố gắng dành thời gian. Mình cũng rất là bận nhưng mà mình cũng cố gắng để mình chia sẻ, mình làm cái video để chia sẻ cho mình vui hơn chút. Đây, giống như món ăn tinh có nó cái đề tài hơi là lạ một xíu. Chứ hổng này cứ quay ngày nào cũng sửa nhà rồi dọn dẹp rồi nó hơi chán chút mà nghĩ mong đại gia đình đừng có chán nha. Hôm nay có một người em mới vừa lại cho mình một trái bầu đây. Cả nhà thấy một trái bầu không? Wow, trái bầu dài vậy nè. Dạ. Bầu ốm mà dài. Dạ, cái này non lắm á, luộc. Ồ vậy hả? Luộc chấm chao ngon lắm á. Wow, để bầu dài coi như là gần cao gần bằng em à. Ừ. Cao vậy. Cái bầu. Đó, thì cái tôm mà mình mua để mình làm mì Quảng á thì bữa trước mình có mua rồi, cái loại có tôm có đầu. Thành ra bây giờ mình chỉ mua thịt thôi. Đại khái mình đi chợ mà mình gặp đâu mình mua đó vậy cả nhà. Nhiều khi muốn nấu cái phải có nấu liền. Thành ra mình như vậy đó. Đây thì mình cũng chia sẻ với cả nhà mình hết ha. Một con kia thì bỏ bên kia rồi. Thôi nữa làm sạch rửa để hầm nước. Đấy. Con này thì ngày mai mình sẽ làm. Rồi. Nhộng đó, người ta đi xuất khẩu của bên Mỹ rồi đó các bạn. Ta vô cái bịch như thế này là vệ sinh lắm cả nhà. Nói chung đồ của Việt Nam mình mà bây giờ mà xuất khẩu của bên Mỹ này đó đạt tiêu chuẩn tốt lắm cả nhà. Nhiều lúc mình không phải nghĩ là Việt Nam mình là đồ xuất khẩu dở đâu, ngon lắm á. Tất cả các thứ luôn, đồ Việt Nam làm luôn. Cũng như là hiện tại bây giờ đồ dùng cho nhà cũng vậy đó em ha. Cũng hai vợ chồng đi mua đó các bạn. Cũng là made in Việt Nam mình đó. Cái này mấy cái trái su hào nữa nè. Cái này mình rảnh cái mình gọt ra mình bào rồi mình ngâm giấm đường trước. Tới bữa mình trộn cho nó ngon. Su hào đấy em. Dạ, su hào nè, họ kêu người ta kêu su hào.
Rồi bữa nay á, nhà mình không cần phải lo là nước chấm hải sản nữa, mình không cần làm nữa, Việt Nam có qua đây luôn rồi nè. Ô vậy ha, cái đó cái gì anh thấy lại? Cái này nước chấm hải sản. Ồ, nước chấm hải sản à? Có loại ớt xanh, loại ớt đỏ. À, cái này anh chưa ăn thử à? À, bởi em thấy bữa em mua chai ớt xanh rồi. À. Bây giờ em mua chai ớt đỏ. Còn này tương ớt tỏi. À. Tương ớt tỏi đây cả nhà. Đó. Thấy cái chai đẹp đẹp mua. À. Dạ. Rồi. Thì như vậy đó, mình chia sẻ với cả nhà, bữa nay thì đi chợ cũng nói đơn giản thì cũng không đơn giản. À. Mà nhiều thì cũng cũng nhiều á ha. Đúng rồi. À, cũng rau rồi. Em mua cái lọc xưởng này là để làm gì đây em? Cái lọc xưởng mua để dầm thôi. Giống à. Như em muốn nấu cơm hay gì cái nấu... có lọc xưởng đó. Ừ, cơm tấm sườn bi rồi đó hả? Vậy đó. À. Em muốn làm cái có sẵn vậy mà. Ok. Mua thì phải để sẵn. Có mì sợi đó nè. Dạ thì mì này để xào đó. Mì đó em xào đó hả? Ừ, mì đó để xào đó. Cuối tuần mình phải làm một khay gỏi tai heo ngó sen, rồi một phải một khay mì xào nữa, lần đi đi tiệc đó cả nhà. Thành ra mình phải đi chợ mua đó, mà mình mua rất là gấp. Mình đi chợ mà gấp á là thường thường mình cũng hay bị quên lắm á, nhưng mà bữa nay là quá giỏi luôn, không có quên. Thôi vậy mình chia sẻ với đại gia đình mình vậy là cũng vui rồi cả nhà. Yeah. Thì nói chung là tóm lại đồ cũng đầy đủ cho cái mì quảng nha. Ngày mai thì có nhiều em cháu là nói mình là chia sẻ cái mì quảng lại, nhưng mà không biết là ngày mai mình có thời giờ để mình quay từ đầu không, hay là có thể là khi mà dọn lên ăn là mình sẽ nói cái công thức. Thì mỗi người nấu mỗi kiểu mỗi cách đó mà, nhưng mà có nhiều em cháu thì nói cô ơi con muốn cô nấu lại, cô chia sẻ lại, thành ra mình có thể chia sẻ lại. Rồi cố gắng đi, cố gắng ngày mai. Dạ. Thời gian đó rồi em cũng cố gắng chia sẻ một lần đi, để cho các em cháu cũng như cô chú mình làm theo cái công thức mì quảng này như thế nào các bạn. Dạ, tại em thêm sợ như bệnh á nên mình không lấy được. Dạ, thôi bây giờ cái video mình cũng tới đây cũng xin tạm biệt. Xin hẹn đại gia đình của mình cho cái video ngày mai. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nha. Sức khỏe dồi dào. Đi làm tiền vô nha. Bye. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt.